Thầy xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ ôn tập về kiểm tra đánh giá học kỳ 2 bộ môn công nghệ cho các em. Bài kiểm tra đánh giá ở học kỳ 2 thì cũng giống như học kỳ 1 các em ạ. Thì nó cũng gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm. Thì phần trắc nghiệm nó có được 4 điểm. Như vậy phần trắc nghiệm sẽ có tất cả là 16 câu nha các em. Mỗi câu như vậy là có 0,25 điểm. Phần thứ hai là phần tự luận. Thì phần tự luận các em được 6 điểm. Thì ở học kỳ 2 này phần tự luận thì nó sẽ gồm có những cái phần như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi về bài 6, bài 8, bài 9, bài 10. Rồi trong đó sẽ có phần là hỏi về sơ đồ nguyên lý nè, sơ đồ lắp đặt, rồi nhận xét tính đúng sai của mạch điện và câu hỏi về lý thuyết. Ở phần trắc nghiệm thì chúng ta chú ý ở bài 6 thì các em xem kỹ cho thầy. Phần thứ nhất là dụng cụ vật liệu thiết bị cần chuẩn bị của bài 6, các loại bảng điện, chức năng của các loại bảng điện, các phần tử mối liên hệ, các bước về sơ đồ lắp đặt, quy trình lắp đặt một cái mạch điện. Ở bài số 8 thì cũng là xem kỹ phần dụng cụ vật liệu thiết bị, nhận biết sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, quy trình lắp đặt một cái mạch điện. Bài 9 thì cũng là phần dụng cụ vật liệu thiết bị, rồi cách nhận biết cái công tắc ba cực, nhận biết sơ đồ nguyên lý lắp đặt, quy trình lắp đặt một mạch điện. Ở bài số 10 thì cũng tương tự như vậy, xem kỹ cho thầy phần dụng cụ vật liệu thiết bị, nhận biết sơ đồ nguyên lý lắp đặt, quy trình lắp đặt một mạch điện. Ở phần tự luận, thứ nhất về phân loại và chức năng của bảng điện thì thầy xin nhắc cho các em nhớ là bảng điện gồm có hai loại là bảng điện chính và bảng điện nhánh. Về chức năng của bảng điện thì ở bảng điện chính là cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Trên bảng điện chính thì có cầu giao, cầu chì hoặc automat tổng. Ở bảng điện nhánh là cung cấp điện đến các đồ dùng điện. Trên bảng điện nhánh thì thường có lắp công tắc, cầu chì, ổ điện, hộp số quạt. Thứ hai là các bước về sơ đồ lắp đặt thì các em nhớ cho thầy là có 4 bước. Bước thứ nhất là chúng ta vẽ dây nguồn. Bước thứ hai là chúng ta xác định vị trí của bảng điện và đèn. Bước thứ ba là xác định vị trí của các thiết bị điện nằm ở trên cái bảng điện. Bước thứ tư là chúng ta vẽ dây nối mạch điện và cái phần này thì chúng ta sẽ dựa vào sơ đồ nguyên lý để ta vẽ. Về quy trình chung lắp đặt một mạch điện và trình bày cách lắp đặt mạch điện như sau. Quy trình chung thì là bước thứ nhất là vạch dấu, bước thứ hai là khoan lỗ bảng điện, bước thứ ba là lắp thiết bị điện của bảng điện, bước thứ tư là nối dây mạch điện và cuối cùng là ta kiểm tra. Thì ở đây các em sẽ lưu ý cho thầy, khi chúng ta vẽ cái quy trình thì chúng ta phải kẻ thành khung và có mũi tên như thế này nha. Rồi các bước vẽ các bước lắp đặt một cái mạch điện thì chúng ta có như sau. Bước thứ nhất là vạch dấu. Thì vạch dấu là ta vạch cái gì? Thì ta vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện, vạch dấu đường đi của dây và vị trí lắp đặt đèn. Bước thứ hai là bước khoan lỗ, là chúng ta sẽ khoan lỗ luồng dây trên cái bảng điện và phần này chúng ta có thể sử dụng máy khoan để chúng ta khoan. Bước thứ ba là lắp đặt các thiết bị điện của bảng điện. Lắp đặt các thiết bị điện của bảng điện là chúng ta sẽ nối dây vào các thiết bị đóng cắt bảo vệ trên bảng điện như là công tắc, cầu chì. Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện là có nghĩa là lúc này ta sẽ lắp cố định các thiết bị điện dính vào trong cái bảng điện. Bước thứ tư là nối dây mạch điện, là lắp đặt dây dẫn từ bảng điện chúng ta nối ra đèn, nối dây vào đuôi đèn. Và cuối cùng kiểm tra là ta kiểm tra cái gì? Thứ nhất là ta kiểm tra sản phẩm của mình có đạt các tiêu chuẩn sao hay không. Thứ nhất là phải lắp đặt đúng sơ đồ. Cái thứ hai là các mối nối nó phải đảm bảo an toàn điện, chắc chắn và đẹp.
Sau khi xong bước kiểm tra này thì chúng ta sẽ nối điện vào trong mạch và vận hành thử. Rồi. Thứ tư là thầy xin nhắc lại cho các em về công tắc ba cực. Thì công tắc ba cực chúng ta thấy nó có ba cực nè nha các em. Ba cực. Thì cái cực nằm ngay giữa người ta gọi là cực chung. Hai cực bìa người ta gọi là hai cực riêng. Rồi, thầy xin nhắc cho chúng ta là về sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của các loại bản điện mà ta đã được thầy giới thiệu trong học ở kỳ 2. Thứ nhất là về sơ đồ nguyên lý của cái mạch điện gồm có hai cầu chì, một công tắc hai cực điều khiển một đèn và một ổ điện, thì chúng ta thấy sơ đồ nó như sau. Nó có hai nhánh. Nhánh số 1 là có cầu chì, công tắc hai cực, đèn. Nhánh số 2 có cầu chì và ổ điện. Về mối liên hệ giữa các phần tử trong mạch thì chúng ta thấy là dây pha nối qua cầu chì. Cầu chì nói đến công tắc hai cực, công tắc hai cực nói đến đèn, đèn nói về dây nguội. Nhánh số 2 có dây pha nói qua cầu chì nói đến ổ điện, rồi dây nguội cũng nói đến ổ điện. Về hoạt động của mạch như sau. Khi nguồn có điện thì nếu ta bật công tắc hai cực thì đèn sáng do mạch kính, nếu ta ngắt công tắc hai cực thì đèn tắt do mạch hở. Và ổ điện chúng ta thấy là luôn có điện thường trực. Về sơ đồ lắp đặt thì chúng ta có cái sơ đồ lắp đặt như sau nha các em. Đây là cái bố trí cái đèn, cái bảng điện đây. Trên bảng điện chúng ta thấy có hai cầu chì, công tắc hai cực và cái ổ điện. Thì chúng ta coi lại nè, dây pha nối rẽ qua cầu chì 1, cầu chì 2 thì chúng ta thấy là dây pha nối rẽ qua cầu chì 1, cầu chì 2. Rồi cầu chì 1 nói đến công tắc, cầu chì 2 nói đến ổ điện. Rồi công tắc thì chúng ta thấy nói đến đèn, dễ nói đến đèn. Dây nguội nối vào đèn, xong rồi nối rẽ vào trong ổ điện. Đấy, đây là sơ đồ lắp đặt của mạch điện ở bài số 6. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo là sơ đồ mạch điện lắp đặt ở bài số 8 gồm có hai cầu chì, hai công tắc, hai cực điều khiển hai đèn độc lập. Thì thứ nhất là để vẽ được cái sơ đồ lắp đặt thì chúng ta phải có cái sơ đồ nguyên lý. Thì đây là sơ đồ nguyên lý của nó. Thì mạch điện này có hai nhánh. Nhánh số 1 có cầu chì, công tắc hai cực, đèn. Nhánh số 2 cũng có cầu chì, công tắc hai cực, đèn. Mối liên hệ giữa các phần tử trong mạch là chúng ta thấy nè, dây pha nối qua cầu chì nói đến công tắc hai cực nói đến đèn, đèn nói về dây nguội. Tương tự như vậy, nhánh số 2 cũng là dây pha nối qua cầu chì nói đến công tắc hai cực nói đến đèn, đèn nói về dây nguội. Về hoạt động của mạch thì ở mỗi nhánh nó có hoạt động giống nhau, do hai nhánh em thấy giống nhau nè. Thì hai nhánh hoạt động như sau. Khi nguồn có điện, nếu tôi bật công tắc số 1 thì đèn 1 sáng do mạch điện kính. Và nếu tôi ngắt công tắc hai cực thì đèn 1 tắt do mạch hở. Tương tự ở nhánh số 2 cũng tương tự như vậy. Nếu tôi đóng công tắc, đèn sáng, ngắt công tắc, đèn tắt. Và hai nhánh này sẽ độc lập với nhau. Khi tôi điều khiển công tắc ở nhánh 1 thì chỉ có đèn 1 tắt sáng, đèn 2 không ảnh hưởng. Cho nên mạch như vậy người ta gọi là mạch điện điều khiển hai đèn độc lập. Thì với mạch điện như thế này thì chúng ta có cái sơ đồ lắp đặt như ở hình bên. Chúng ta thấy hai đèn bố trí như thế này, cái bảng điện đặt ở vị trí này. Thì hai cầu chì, hai công tắc hai cực. Thì thầy nhắc lại cách nối mạch. Em thấy là dây pha nối qua cầu chì 1, xong rồi rẽ qua cầu chì 2. Cầu chì 1 nối xuống công tắc 1, cầu chì 2 xuống công tắc 2. Rồi, công tắc 1 nối đến đèn số 1, công tắc 2 nối đến đèn số 2. Dây nguội nối vào đèn 1 và đèn 2. Đây, dây nguội nối vào đèn 1, xong rồi nối rẽ qua đèn số 2. Đây là sơ đồ lắp đặt của mạch điện bài số 8, là gồm có hai cầu chì, hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn độc lập.
Chúng ta tới mạch điện ở bài số 9 là gồm có một cầu chì, hai công tắc, ba cực điều khiển một đa. Thì mạch điện này người ta còn gọi là mạch đèn cầu thang, do nó đặt ở hai nơi để điều khiển một cây đèn, cho nên là ta có thể đặt một công tắc ở dưới nhà và một công tắc ở trên lầu để điều khiển cho cây đèn chiếu sáng ở cầu thang. Thì đây là cái sơ đồ nguyên lý của cái mạch. Ở sơ đồ nguyên lý này thì thầy xin nói về cái mối liên hệ giữa các phần tử. Thứ nhất là em thấy là dây pha nối qua cầu chì. Cầu chì nối đến cực chung của công tắc số 1. Hai cực riêng của công tắc 1 nối đến hai cực riêng của công tắc 2. Cực chung của công tắc 2 nối đến đèn và đèn nối về dây nguội. Về hoạt động của mạch, khi nguồn có điện, thì nếu cực chung của công tắc 1 và cực chung của công tắc 2 cùng chạm vào cặp cực riêng số 11 hoặc là 22, nếu cùng chạm vào cực riêng 11 hoặc 22 thì là đèn sáng do mạch kính. Nếu cực chung của công tắc 1 chạm vào cực riêng 1 và cực chung của công tắc 2 chạm vào cực riêng 2 thì lúc này đèn tắt do mạch hở. Và ngược lại. Như vậy thì với cái sơ đồ nguyên lý như thế này thì chúng ta có sơ đồ lắp đặt như sau. Đây là cái bố trí, cái đèn nằm ngay giữa, hai cái bảng điện nằm ở, một cái nằm ở dưới nhà, một cái nằm trên lầu nè các em. Thì các em thấy là dây pha nối qua cầu chì. Cầu chì nối đến, vẽ nối đến cực chung của công tắc 1. Mỗi cực riêng của công tắc 1 nối đến mỗi cực riêng của công tắc 2. Rồi cực chung của công tắc 2 vẽ nói đến đèn. Rồi đèn nói về dây nguội. Rồi chúng ta qua bài số 10. Đó là sơ đồ mạch điện gồm có một cầu chì, một công tắc hai cực, một công tắc ba cực điều khiển hai đèn tắt sáng luân phiên. Thì chúng ta có sơ đồ nguyên lý như sau. Thì mối liên hệ với các phần tử trong mạch. Thứ nhất là dây pha nối qua cầu chì. Cầu chì nối đến công tắc hai cực. Công tắc hai cực nối đến cực chung của công tắc ba cực. Mỗi cực riêng của công tắc ba cực nối đến mỗi cái đèn. Và hai đèn sẽ cùng nối về dây nguội. Về hoạt động của mạch như sau. Khi nguồn có điện, nếu công tắc hai cực đóng và công tắc ba cực cực chung đang chạm vào cực riêng số 1 thì ta thấy là đèn 1 sáng do mạch kính, còn đèn 2 tắt do mạch hở. Nếu cực chung của công tắc ba cực chạm vào cực riêng số 2 thì lúc này đèn 1 tắt do mạch hở và đèn 2 sáng do mạch kính. Khi tôi ngắt công tắc ba cực hai cực thì cả hai đèn cùng tắt. Và mạch này hai đèn sẽ tắt sáng luân phiên, cho nên mạch này còn được gọi là mạch đèn tắt sáng luân phiên. Và với cái sơ đồ nguyên lý như vậy thì ta có cái sơ đồ lắp đặt như sau. Em thấy là hai đèn bố trí nè, cái bảng điện. Trên bảng điện có cầu chì, công tắc hai cực, công tắc ba cực. Thì cách vẽ như sau, dây pha nè em thấy là nối qua cầu chì. Cầu chì nối đến công tắc hai cực. Công tắc hai cực nối đến cực chung của công tắc ba cực. Rồi cực riêng của công tắc ba cực nối đến đèn 1. Rồi cực riêng thứ hai nói đến đèn số 2. Rồi sau đó dây nguội nói vào đèn 1, nói vào đèn 2. Thì đó là sơ đồ nguyên lý của mạch điện 4 bài mà chúng ta đã học. Thì các em lưu ý khi chúng ta vẽ mạch điện thì chúng ta phải vẽ trong bài thi bằng bút mực, không được vẽ bằng bút chì. Nếu chúng ta vẽ bằng bút chì thì sẽ không được chấm điểm cái hình vẽ. Như vậy thì chúng ta có thể là vẽ trước bằng bút chì, sau đó chúng ta phải đồ lại bằng bút mực nha. Đây là quy định, các em nhớ giùm thầy. Rồi chúng ta còn có thể là có cái câu hỏi là tìm chỗ sai trong mạch điện có giải thích. Thầy lấy ví dụ ở đây, thầy cho hai hình, hình A và hình B. Thì ở hình A các em quan sát nè, nhận xét cho thầy là ở hình này những chỗ sai nào, có những chỗ sai nào. Rồi nghe thầy giải thích. Ở hình này có những chỗ sai như sau. Chỗ sai thứ nhất là ký hiệu của cái cầu chì.
Câu chì vẽ như thế này là sai ký hiệu, không có cái nét ngay giữa là sai ký hiệu. Thứ hai là sai vị trí công tắc hai cực và ba cực. Công tắc hai cực đặt ở đây là sai vị trí. Công tắc hai cực phải đặt sau cầu chì và nằm giữa công tắc ba cực, trên dây pha. Rồi, ở đây ký hiệu nguồn là N và chỗ này là chữ A là sai ký hiệu nguồn. Nếu là chữ A thì phải là chữ O. Còn nếu mà đây là N thì bên đây phải là chữ B. Nha, chúng ta lưu ý. Và chúng ta còn sai một cái nữa, đó là cái cực chung của cái lá dao của cực chung công tắc ba cực nào vẽ hở với cực riêng. Như vậy là mình vẽ sai. Chúng ta chú ý đó là những cái chỗ sai ở mạch điện bài số 1. Ở mạch điện bài số 2 thì nó sai cái gì? Các em chú ý quan sát. Thứ nhất, cái chỗ sai thứ nhất là dây ký hiệu nguồn vẽ sai vị trí. Ở đây người ta vẽ như thế này có nghĩa là dây nguội đi qua cầu chì, mà dây nguội đi qua cầu chì là sẽ không an toàn cho mạch điện. Cho nên chỗ này là vẽ sai. Như vậy nếu vẽ đúng là chỗ này phải là dây pha và bên tay phải này phải là dây nguội. Chỗ sai thứ hai trong mạch điện này đó là ở nhánh số 2. Thì mạch điện mà nếu ta bật công tắc một cái thì mạch điện sẽ bị chập mạch. Sai là thiếu một cái đèn ngay chỗ này nha các em. Cho nên khi bật công tắc nó sẽ bị chập mạch. Đó là hai ví dụ mà thầy cho ví dụ các em về nhận xét chỗ sai. Thì trong bài thi sẽ có một cái câu nhận xét này và các em nhớ quan sát cho kỹ để tìm được chỗ sai và giải thích cho nó đúng. Như vậy thì đó là phần ôn tập của thầy. Thầy chúc các em làm bài tốt và thành công trong kỳ thi sắp tới. Thầy xin chào các em.